Công an thành phố Hà Nội cảnh báo, trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng về tích trữ hoặc bán lẻ tại cửa hàng khu phố. Việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đối với hộ gia đình tuyệt đối không tích trữ xăng dầu trái phép dưới mọi hình thức. Trường hợp sử dụng xăng dầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt như đun nấu, thắp sáng đi lại thì chỉ lưu giữ đủ nhu cầu trong ngày. Các vật dụng, thiết bị, phương tiện chứa xăng dầu phải bố trí tại nơi thoáng mát và cách xa các đồ dùng, vật dụng dễ cháy. Các khu vực khác thường xuyên phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khu vực đun nấu phải được ngăn cách với các không gian còn lại bằng các vật liệu không cháy.